Thưa quý vị, à quý vị cũng biết là nhà... Ai tạo ra kỳ tích này? Đây là gì đây? Mình là nữ sinh, là nữ sinh. Em giống như một mấy nhân vật trong phim mà kinh dị á. Mỗi lần xuất hiện cái là tất cả bộ phim nó giật màn hình á. Kinh dị là kinh dị hồi nào? Đây là hai bạn này là tới từ trường trung học, còn em là tới từ trường học mà dành cho những dị nhân đó anh. À, dạ. X-Men rồi đó hả? X-Men ạ. Ghê quá em, anh không học trường đó đâu, qua bên kia đứng đi. Liên quan tới chương trình hoặc là liên quan tới phụ nữ hoặc là liên quan tới đàn ông. Đó. Yên tâm, có gì anh. Dạ. Vô. Khoa. Câu 6. Hôm nay đến với kỳ tài. Mà sao chị dạ xấu hoài vậy ta? Trời ơi. Bình thường giống như con ma. Hôm nay thì khác ra giống gì. Xin lỗi chị dạ. Tại vì em không có ý gì nữa. Xin lỗi. Phan Camila. 안녕하세요. Nè. Nè. Quá đẹp ha. 감사합니다. Cô gái nữ sinh học trường nào vậy? À, dạ trường Trấn Thành. Trường tàu lao, đứng một bên đi. Dạ. Thưa quý vị thân mến, xin giới thiệu đến quý vị một cô gái đến từ Bình Thạnh, Lâm Vĩ Dạ. Thưa quý vị, cái nét này chúng ta đã thấy nhiều trên phim ảnh, thấy nhiều trên sân khấu kịch và thấy nhiều trên tạp chí. Những cô gái nữ sinh nhẹ nhàng, trong trẻo. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nhân vật cũng không thể thiếu trong chương trình, đó là Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị, à quý vị cũng biết là nhà... Ai tạo ra kỳ tích này? Đây là gì đây? Mình là nữ sinh, là nữ sinh. Em giống như một mấy nhân vật trong phim mà kinh dị á. Mỗi lần xuất hiện cái là tất cả bộ phim nó giật màn hình á. Kinh dị là kinh dị hồi nào? Đây là hai bạn này là tới từ trường trung học, còn em là tới từ trường học mà dành cho những dị nhân đó anh. À, dạ. X-Men rồi đó hả? X-Men ạ. Ghê quá em, anh không học trường đó đâu, qua bên kia đứng đi. Thưa các em học sinh thân mến, ngày hôm nay chúng ta là những bạn đã học nhiều năm ở trong trường rồi. Dạ. Mà vẫn chưa ra trường được. Dạ. Thì hôm nay trường chúng tôi sẽ tiếp nhận thêm 3 học sinh nữa. Xin giới thiệu người đầu tiên, đó chính là Lê Nhân. Xin chào. Xin giới thiệu tiếp theo, đó chính là Hậu Hoàng. Xin giới thiệu Huỳnh Lạp. Tan trường, tà áo tung bay tựa mây trắng. Tan trường. Được rồi bạn. Trời, nó nhảy sạc, nó nhảy lọt vô giữa luôn hay hơn. Ủa hay gì ta? Hả? Một cái kiểu áo mới. Rồi, bây giờ là đội chủ nhà đã có mặt tại đây để chào đón đội khách. Mời các bạn giới thiệu về đội của mình nào. Dạ, em chào tất cả mọi người. Tụi em là lứa học sinh mới của kỳ này. Em tên là Lê Nhân, em là một diễn viên tự do. Đây là con gà của em. Gà ngoan quá à. Dạ. Xin chào mọi người, em là Hậu Hoàng, chị Đại. Rồi. Bên kia dáng thì học sinh mà sao có mặt giống thầy giáo. Dạ, em chào các anh, các chị ở lứa trên. Chào các bạn. Dạ, chào thầy hiệu trưởng. Trời ơi, cô già dữ vậy trời. Chào dạ. Bạn cô. Chào các bạn. Dạ, chào bậc phụ huynh. Ủa, chắc là phụ huynh đi vô học phụ huynh đúng không ạ? Đây là hoa khôi của lứa anh chị đó. Đúng rồi đó. Hoa khôi. Rất nổi tiếng.
Xin chào bạn Hoa Khôi, mình tên là Huỳnh Lập. Ngày hôm nay rất là vui khi mà được học chung với bạn Hoa Khôi. Không có gì đâu bạn à, học chung với nhau là cái duyên cái số. Mình xin tự giới thiệu, bố mình tên là Mạc Văn Khoa, đẻ ra mình đặt tên là Mạc Thị Hoa. Muốn mình xinh đẹp như một bông hoa. Bố mình làm nghề bán bún đậu cho nên đi tới đâu mình cũng phải mang bún đậu theo. Hai ơi, mình xin có ý kiến. Hôm nào mà mình quên em cái AK đó, bạn cho mình mượn cái khuôn mặt của bạn mình đo nha. Bạn nói như vậy là nói thế nào đấy? Ý là cái mặt của bạn như cái thước AK vậy đó. Đúng rồi. Nè, dám ăn hiếp lứa trên hả? Giờ muốn sập. Giờ muốn xong một cái thùng qua nhà là đi tốn cho các chơi rồi. Bây giờ xin hỏi Hậu Hoàng là người lần đầu tiên tham gia chương trình này, thì em cảm giác chương trình của tụi anh như thế nào? Kỳ Tài Thách Đấu em đã từng xem chưa? Dạ em có xem rồi, em thấy vui, em thấy vui quá nên là em muốn tham gia thử. Vui là vui như thế nào? Vui là kiểu vui, vui ơi là vui. Vui. Vui ơi là vui, vui vui vui. Ngay bây giờ là lúc chúng ta sẽ có sự ưu tiên dành cho đội khách. Hãy đi tìm một người trong đội chủ nhà mà chúng ta muốn về chung đội để họ sẽ tư vấn, giúp đỡ bên cạnh chơi game, vận động, mang về nhiều điểm thưởng thì cuối chương trình chúng ta được nhiều phần thưởng. Xin mời thầy hãy giới thiệu về tụi em. Có gì để giới thiệu không? Thầy hãy giới thiệu với niềm tự hào. Chưa bao giờ trên thế giới loài người chúng tôi có những học sinh như thế này. Yeah. Chưa bao giờ mà trường chúng tôi phải giấu giếm các em học sinh nó nhiều như thế. Học sinh cá biệt. Cá biệt có rất cá biệt. Học sinh này không những cá biệt mà còn bị tách biệt một bên. Trời ơi, là học sinh gì mà tối ngày đòi thục bạn, thục đúng thầy, rồi. Thục cô. Thầy hãy giới thiệu. Không có một người nào mà cầm ống thục như vậy hết á. Mời chọn. Chọn đi. Em luôn hả? À, em trước hả? Ưu tiên cho em đấy. Chị Dạ nha, em thích chị Dạ. Tại sao, tại sao? Điểm gì mà em thích chị Dạ? Hết mình ạ, chị chơi kiểu bật. Chơi bẩn. Được, chơi bẩn là tiếng Bắc đúng không? Còn tiếng miền Nam mình là gọi là chơi dơ. Chơi dơ. Mà cái đó là nói khéo nghe. Mình chơi dơ là kiểu chị sẽ giúp được em. Thầy cho em một giây để em chọn hai đứa này. Cái gì đó mà em chọn chị tối ngày là thuộc bạn, thuộc bè. Trời ơi vui quá. Rồi mời về với nhau. Bây giờ hai đứa vô nhóm một chung một đội. Thôi xong rồi. Đứa nào là con, đứa nào là thằng. Bây giờ chỉ còn hai ứng cử viên thôi, để em với Lập bàn nhau chút xíu. Vì mình như thi hoa hậu vậy. Còn hai anh em mình thôi, mà bên kia cũng còn hai bạn nữ thôi. Hai anh em mình, mỗi người bây giờ sẽ 1, 2, 3 nói ra một cái tên mà mình mong muốn nha. Ok. Ừ. 1. Hai. Ba. Mạc Văn Khoa. Trời, Khoa luôn hả? Ôi, sao có giá vậy cưng? Khoa là Hoa Khôi của trường học em mà. Em cứ nghĩ ra đây sẽ không một ai chọn em. Em sẽ phải năn nỉ ỉ ôi để người ta về bên em. Nhưng cuối cùng không ngờ em lại được người ta tranh giành như vậy. Tại vì đẹp thì ai cũng có nét đẹp riêng hết. Nhưng mà xấu, lạ, mà kỳ quặc, mà cảm giác mình nhìn vào mình thấy cần bảo tồn. Cần bảo tồn. Tại vì nếu như mà những nhân vật như là anh Khoa mà chết đi rồi thì trên đời này không còn cái xấu nữa. Không còn một cái tiêu chuẩn xấu. Nếu mà không có cái xấu thì làm sao có cái đẹp, đúng không? Tiêu chí ở đây sao chọn những người bẩn và những người dơ vậy ta? Không phải đâu, tại vì á, lúc mà đi học á, mẹ em đưa em tới trường, khi mà gặp bạn Khoa rồi mẹ em nói á, con ơi ráng sau này học giỏi, mất công là lớn lên á là sẽ cưới bạn Khoa. Trời ơi. Cái này phải học thật giỏi để né bạn Khoa. Né bạn Khoa ra. Rồi, bây giờ Khoa được chọn lại một trong hai người, xin mời. Vì Lập né cưới em cho nên em sẽ về bên Lập. Hả? Rồi, lấy nhân về với Harry Won, xin mời. Lấy nhân về với Harry Won. Yeah. Rồi về với nhau nào. Nào về đây với mình nào bạn ơi. Ủa nữ mà sao tay gân guốc quá vậy? Nữ hả? À anh ơi, mình có thể vào chương trình liền không? Chứ em đúng đẹp hôi quá. Sao vậy? Cái mắm tôm này nó sọc thẳng vô mũi em luôn á. Chào mấy anh chị. Ủa anh Giang ơi, đây đâu phải là kiểu nhanh giới thiệu đâu. Ai cũng ngoan, ai cũng hiền hết à. Cái đó là bên ngoài nhìn cái mặt thấy không? Thấy trẻ thơ không? Quỷ mà trong đây. Trời ơi, làm chương trình với anh biết mà. Thôi bây giờ vậy, mình chào quý vị khán giả trước đi nha. Xin mời Chris. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Chris Phan. Hiện đang là YouTuber và là những đóng cho vai diễn nhỏ nhỏ. Tức là mình là một nghệ sĩ, em là YouTuber nhưng mà bước vào lĩnh vực tham gia chương trình truyền hình và diễn xuất thì diễn được. Các anh chị em thương nên mời nhiều. Lê Lập thì quý vị biết rồi. Lê Lập xin gửi lời chào đến các anh chị nghệ sĩ và quý vị khán giả đang xem chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Cảm ơn con. Thuận ơi. Dạ. Hôm nay đầu tóc mình làm theo cái mô típ
Phim hoạt hình nữa. Modeling nữa. Thấy cháu? Dạ, lâu lâu em thay đổi xíu cho nó lạ lạ. Không biết có học không? À, không ai nói gì hết là... là không, là tự hiểu. Nãy giờ ai nói gì đâu. Nãy giờ không ai nói gì hết trơn á. Bây giờ Chris đại diện ha. Dạ. Hát bài tặng mọi người nào. Dạ. Dạ, vậy em xin đại diện hát bài Con cò bé bé nó đậu cành tre. Hát bài người lớn, giỡn hoài, hát bài nghiêm túc. Con cò lớn lớn đậu. Thấy chưa, thấy chưa? Em thấy Vân cứ mềm mềm sao anh? Cứ mềm mềm sao anh? Cứ mềm mềm sao anh? Em gồng rồi đó. Em gồng rồi đó. Anh thẳng đi, em thẳng cho mọi người coi đi. Giờ mạnh mẽ nhìn thẳng vào máy, nói câu tôi là đàn ông coi. Rít. Tôi là đàn ông, tôi là đàn ông. Cái chữ tôi á, quan trọng cái chữ tôi á anh. Thường Nguyễn ở đây là nhìn em là đàn ông nhất trong gia đình luôn á. Dạ. Thì thôi, hát không được thì mình làm thơ liên quan tới chương trình, hoặc là liên quan tới phụ nữ, hoặc là liên quan tới đàn ông. Đó, yên tâm, có gì anh. Dạ. Vô, khoa, câu 6. Hôm nay đến với kỳ tài. Mà sao chị dạ xấu hoài vậy ta? Trời ơi. Đúng là không phải giật vừa. Hay, vỗ tay cái gì. Hay, mặc dù cái vần nó hay nhưng mà cái ý nghĩa nó chưa có hay lắm. Hôm nay gì? Đó, đọc lại. Hôm nay đến với kỳ tài. Mà sao chị dạ đẹp sắp hoài vậy ta? Thôi bỏ đi, đừng có xấu. Xấu hoài vậy ta. Dạ, xấu hoài vậy ta. Bình thường giống như con ma. Hả? Cái gì vậy? Cái gì? Ủa anh ơi, chủ đề là nhan sắc. Đâu, anh đâu có nói gì đâu, tự nhiên ra đi. Chương trình nè. Đúng không? Harry làm đúng mà. Rồi, bình thường giống như con ma. Rồi gì nữa? Hôm nay vẫn thế, hay. Có gì khác đâu. Lộc ơi, hồi đó mày không có đi học hả? Ủa sao? Gì vậy? Con ma là hôm nay vẫn thế, có gì khác đâu. Cái dừng A nó nằm ở đâu? Gà nằm đâu? Đó là ớ rồi. Câu 6. Ủa mình sử dụng cái dấu mà, chứ mình có sử dụng cái... Mình không biết thì mình kêu chú cho hỏi cái cho mình. Vậy thôi khúc này cắt giùm em. Vậy đẩy qua bên kia ta làm liền. Anh làm đi. Là nói xấu chữ A đúng không? Ừ. Bình thường giống như con ma. Hôm nay thì khác. Chẳng ra giống gì. Xin lỗi chị ạ. Xin lỗi. Tại vì em không có ý gì nữa. Xin lỗi. Ủa em xin lỗi mà sao em cười hoài vậy? Cái câu này nó thâm ở chỗ là, thưa quý vị, là hôm nay thì khác là trong lòng đang ok, chắc hay. Chẳng ra giống gì. Nó không giống một cái con gì luôn. Rồi Lộc con. Tới em cho. Rồi chị đi. Rồi. Nhìn kỹ thì rất nhu mì. Đó. Nhớ lại. À, lại gần thì thấy kỳ kỳ làm sao. Đó, đó. Thôi, rất là đau lòng. Bây giờ ba bạn ở đội khách phải chọn một người ở đội chủ nhà để đồng hành của mình trong suốt chương trình ngày hôm nay. Ai nói người ta sao giờ, có chọn hay không? Đúng rồi. Em hồi nãy cũng nói người ta gì mà em đúng rồi. Hồi nãy em nói người ta gì? Nói chung là chị định dạng em rõ ràng á. Con rõ ràng đó. Nhất á chị. Tiếp tục chương trình. Tiếp tục chương trình. Rồi, ba bạn chọn thế nào? Em chọn anh Mạc Văn Khoa đi. Nam ôi nữ cho nó. Hỗ trợ đi em. Dạ. Thôi để qua bên đó đi. Dạ. Em có 80% chiến thắng rồi đấy. 80% chiến thắng rồi đấy. À, nhiều số phát sóng của chương trình rồi thì Khoa chưa bao giờ thắng. Chọn lại được không anh? Em sao lại như vậy? Trước giờ không thắng, hôm nay thắng người ta mới nhớ em à. Vậy hả? Anh chắc không? Anh chắc. Hôm nay sẽ mang lại chiến thắng cho em. Em cứ yên tâm nhá. Dạ. Rồi, bây giờ Thu Nguyễn sẽ chọn nào? Hôm trước em tới em chơi với chị Harry rồi. Hôm nay em muốn đi chơi với chị Dạ.
chị đâu có ra cái giống gì đâu. Chơi chị chứ. Đúng rồi. Chị dạ. Chị dạ. Thôi, em xin lỗi, hồi nãy không cố ý. Thiệt, em biết là ở đây. Đó, em, đó, bây giờ á, chỉ có một mình em thôi. Em đứng qua đó em chỉ nhục người ta nữa, người ta mới tới nách em biết không? Ủa, không có ý. Thiệt. Phụng chưa làm gì, chỉ có chạm vào cái vai thôi là dạ cười liền luôn anh. Đổi sắc mặt lên liền ngay lập tức là giống gì luôn á. Không, em nó còn nhỏ, nhiều khi mình nên tha thứ anh à. Mình sống mình có lòng vị tha với tất cả mọi người. Đúng rồi. Vậy là chị về em nha. Tại vì ở đây chỉ có mình em là gánh được cái cân nặng của chị thôi. Em là gánh được cái cân nặng của chị thôi. Ê, nói chửi nữa. Đời mà quý vị, có người mập, có người đẹp thì cũng phải có người xấu. Đó. Ủa anh sao xấu anh chỉ qua đây vậy anh? Sao vậy? Anh đừng là trái. Chứ không lẽ dày thì nó khó diễn quá. Nó khó diễn. Thấy không? Đó, có người cao thì cũng phải có người thấp. Gì vậy anh? Sao vậy? Anh thuận tay trái mà chứ. Anh sao mà hỏi đổi chỗ đi. Rồi anh nói lại đi. Đổi chỗ. Đi ra đi, nói lại đi anh. Thì thưa quý vị, thì chúng ta mà được sinh ra đời, đâu phải ai cũng được cao như Thùng Nguyễn. Đâu phải ai cũng được xinh xắn như Heidi Won. Mặc dù mình không cao. Mình... Ủa sao vậy anh? Anh thuận tay trái. Còn mắt gì anh chỉ tay phải? Tay trái cầm micro rồi. Thưa quý vị, đại diện cho khu vực nơi người ta gọi là bến xe miền Đông, có một nữ hiệp sĩ xin giới thiệu LVD cộng lại Lâm Vy ạ. Tiếng chuông cảnh tỉnh của loài người vừa dành cho Lâm Vy ạ. Đã hết. Trở lại bình thường, sốc tâm lý chưa? nhìn muốn xỉu luôn á. Anh nhờ anh nhân xe. Anh nhờ xe. Thưa quý vị, thường thì chúng tôi tham gia chương trình thì có một cái đội gọi là đội stylist. Thì đội stylist tức là sẽ đi tìm quần áo cho nó phù hợp với cái concept mà chương trình muốn. Thì đây quý vị thấy Mã Văn Khoa cũng như Trường Giang là mặc đồ do stylist người ta làm. Hai bạn nữ thì cũng có cái đội mà cái đội mượn đồ là đây. Còn cái đội mà đồ từ ở nhà sắm mang theo là đây. Wow, nhìn nó khác hẳn luôn á. Nó đẹp hẳn luôn. Cũng 1 9 1 10 thôi anh. À rồi, có một cái đội làm tóc. Thì cái tóc mà làm ở cái khu mà khu rìa đó quý vị, ít là ngoại ô thành phố, thì nó hay có mấy con lươn nó sẵn như này. Anh, đây là của tóc lãng lơ. Lãng lơ. Sao không biết, nhưng mà nhìn qua bên kia thì kiểu tóc Seoul ở Center of the City, có nghĩa là ở trung tâm thành phố. Hai đứa đi theo cô chủ được nhiêu năm rồi? Ai anh? Hai đứa người hầu này. Người hầu là tính luôn anh trong đó đó. Anh là quản gia. Anh là giống như phục vụ bàn mấy quán sushi á. Đâu có. Anh là bên cái câu kết nối khách cho lịch. À chào mừng chị. Hey, chạy à. Mai mốt mà có mặc những cái đồ này á, dạ, mà em biết chỗ thì giới thiệu cho tụi anh để tụi anh mua mặc chung. Dạ. Thấy không? Dạ vâng. Dạ em qua bên Hàn Quốc em mua về. Bộ đồ này mua đâu? Dạ bên này bên BC. BC là cái gì? BC Market. À hiểu. Dạ. Bà Chiểu. Rồi, Khoa, em mặc đồ này cũng hợp đó hả? Dạ, em mượn ở mấy nhà hàng Nhật ạ. Nhưng mà hợp em ạ. Dạ, em mượn đồ phục vụ. Ok mà. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chúng ta là những người của Võ Lâm. Đúng. Ngũ bá, xưng bá, xưng hùng. Chúng ta bây giờ là một cái team mạnh rồi. Còn sợ ai nữa? Dù hôm nay có đánh 3 người, 4 người hay 5 người thì chúng ta cũng chả ngại ai cả. Đúng, không sợ gì hết. Chúng ta cũng chuẩn bị chào đón một số người đến từ một số nơi. Dạ. Dạ, cũng không ngon gì mấy so với chúng ta. Ok. Rồi, xin giới thiệu nữ hiệp sĩ. Wow. Áo đen Thường Vy. Ây da. Wow. Wow.
nữa vậy chị? Đồng đội của em đâu hết trơn rồi, bây giờ con mình em ra đây vậy? Vẫn còn, chúng tôi xin giới thiệu một hiệp sĩ tài năng vô tận, võ công thâm hậu và một trong những hiệp sĩ có thân hình vạm vỡ nhất chương trình này. Wow, cô bắp à, cô bắp đầy hiệp đó. Hiệp sĩ Hữu Tích Văn. Thưa quý vị, hiệp sĩ hữu tính của chúng tôi đang bị bệnh gút. Nên đá vài cái là cái axit uric nó lên, làm mấy cái khớp đau. Gút, gút, gút à, gút. Very good. Không nói chuyện, hiệp sĩ quế rồi. Hiệp sĩ chờ đồng đội của mình, xin giới thiệu hiệp sĩ cuối cùng, không biết đi lọt cái cửa này không, hiệp sĩ Vinh Râu. Wow. Này là múa kim. Đây là môn phái châm cứu. Anh ơi, cái này bên phái cái bạc hả anh? Thưa quý vị, dù gì bên phía đội hình của chúng tôi, dạ đẹp hơn gì, đồ nó cũng sáng sủa hơn. Dạ em tự tin hơn hẳn. Bây giờ em tự tin như lúc này đây. Sao dìm hạng nhỏ em gái tôi quá, xinh xắn rồi bắt mặc bộ đồ của ai mà cái size của Vinh Râu. Đồ này mua theo set đó. À mua một lô à? Một lô rồi. Không được lựa size luôn á anh. Thưa các anh chị thân mến, ngày hôm nay các anh chị không biết từ môn phái nào, từ vùng đất nào, nhưng đến đây là sẽ gặp những gì. Tại đây nhan sắc, thủ đoạn đầy đủ không thiếu một chi tiết nào. Một là kết hợp với họ để cùng xâm chiếm tất cả các game của chương trình. Hai là đối đầu với họ để nhận lấy cay đắng cuối chương trình không có phần thưởng mang về. Hãy tự chọn. Hãy chọn người để mình đấu. À, bên kia có ám khí. Nhìn vũ khí của ta, người cũng biết đây là gì rồi đúng không? Kim mai đồ. Không, đó chính là cây rái tai. Cây lấy giấy tai sao? Đúng như vậy. Ở bên đó ta nhận thấy có một người nói rất khó nghe, cho nên ta quyết định đem cây rái tai theo để thủ sẵn. Môn phái gì môn phái giấy tai? Vinh Râu, hãy chọn một người để thi đấu. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Tức là nồi nào úp dung đấy. Đứa nào ngu sẽ chọn đứa ngu giống mình. Ngu tầm ngu, mã tầm mã là trâu. À, con trâu và con ngựa. Em tưởng là ngu trâu thì tầm trâu. Ngu thì đó, cái câu vừa rồi là dành cho em luôn. Đúng, ta sẽ chọn Lâm Vĩ Dạ để thi đấu. Tiếp theo, Vũ Tính, đại ca chọn ai? Mọi người nhìn tôi là biết tôi giỏi về quyền cước rồi. Chứ không, 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 không thấy giỏi nha. Giỏi trả tiền cước, đừng có nghe lộn. Cho nên tôi phải chọn một cái người mà nó xứng đáng. Nó phải gọi là quyền khủng, cước nhanh nhẹn. Tôi chọn bé đen thui á, bé mặt đen thui đây. Như vậy là cặp đối cuối cùng em với lại chị Harry. Rồi, thưa quý vị, chúng tôi còn rất là nhiều phần khác trong chương trình này. Và ngay bây giờ là một cái game chúng tôi chắc chắn mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Quý vị thân mến, đây là chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, 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 wow.